Lưu Minh Châu và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2023. Và ngay sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Vâng, kết thúc quý vị để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Thế giới có thể rơi vào suy thoái và thiệt hại 1.000 tỷ Mỹ Kim vì xung đột Trung Đông. Theo hãng tin Bloomberg Economics, nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái với giá dầu tăng vọt nếu Iran tham gia vào cuộc xung đột Israel-Palestine. Các nhà phân tích đang xem xét tác động đến tăng trưởng và lạm phát toàn cầu theo ba kịch bản có thể xảy ra. Xung đột phần lớn chỉ giới hạn ở Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine, xung đột lan sang Lebanon và Syria và cuối cùng là sự đối đầu trực tiếp giữa Israel và Iran. Các nhà phân tích cho biết, trong khi cả ba kịch bản đều có khả năng khiến cho giá dầu tăng vọt, lạm phát cao hơn và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm hơn, thì một cuộc chiến toàn diện giữa Iran và Israel sẽ gây ra thiệt hại nặng nề nhất. Trong trường hợp xấu nhất, giá dầu có thể tăng vọt lên 150 mỹ kim cho một thùng. Lạm phát toàn cầu có thể sẽ tăng lên 6,7% so với dự báo hiện tại của Quỹ tiền tệ quốc tế trong năm 2024 là 5,8%. Tăng trưởng toàn cầu năm tới có thể sẽ giảm 1% so với dự báo hiện tại, xuống còn 1.7%. Đây sẽ là con số tồi tệ nhất kể từ năm 1982. Xét về mặt tiền tệ, nền kinh tế toàn cầu sẽ thiệt hại khoảng 1.000 tỷ Mỹ Kim. Israel sẽ không đàm phán trao đổi con tin với Hamas Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Israel Taji Hanabi cho biết hiện chưa có nỗ lực đàm phán nào của chính phủ cho việc trao trả các con tin người Israel và một số người nước ngoài đang bị Hamas bắt giữ. Ngay sau khi tuyên bố của ông Hanegi, phát ngôn viên đại diện các gia đình có người thân nghi ngờ đang bị Hamas bắt giữ cho rằng chính phủ Israel đang bỏ rơi con tin. Xác nhận hiện có khoảng 150 đến 200 con tin đang bị Hamas bắt giữ. Ông Hanegi cho biết sau 8 ngày kể từ khi các vụ bắt cóc diễn ra, chính phủ vẫn chưa xác định được hết những người bị bắt và tình trạng hiện giờ của họ. Theo ông Hanebi, liên lạc viên chuyên trách con tin của chính phủ là Gal Hirsch đang cập nhật tình hình với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vài lần một ngày. Ông Hirsch và chính phủ Israel nhận nhiều chỉ trích từ các gia đình có người thân là con tin của Hamas vì không chủ động liên lạc với họ và không cho họ biết thông tin. Trong khi đó, chuẩn đô đốc Daniel Haragi, phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết, đã thông báo đến gia đình 126 con tin rằng người thân của họ đang bị bắt giữ tại giải Gaza. Hamas đã lên tiếng việc đàm phán trao đổi tù nhân sẽ chỉ diễn ra sau khi cuộc chiến kết thúc. Nhóm các gia đình có con tin và người mất tích đã thành lập một trụ sở tạm thời tại thành phố Tel Aviv nhằm hỗ trợ cho những người đang chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng. Tiếp theo là bản tin liên quan đến trường Trung học Lycée Gambetta ở nước Pháp di tản do cảnh báo đánh bom. Trường Trung học Lycée Gambetta ở thành phố Arras của miền Bắc nước Pháp trước đó đã xảy ra vụ tấn công bằng dao khiến cho một giáo viên thiệt mạng và vào tuần này phải đã di tản do có cảnh báo bom. Đội ra phát bom mình của cảnh sát nước Pháp đã được khai triển đến hiện trường làm nhiệm vụ. Mặc dù trường Lycée Gambetta cho nghỉ học trong ngày 16 tháng 10, nhưng vẫn mở cửa để học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường đến tưởng niệm thầy giáo Dominic Bernard, người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao vào ngày 13 tháng 6 vừa qua. Nước Pháp đã báo động an ninh mức cao nhất sau vụ tấn công này. Tổng thống Emmanuel Macron đã ra lệnh huy động 7.000 binh sĩ tăng cường tuần tra an ninh tại các trung tâm thành phố lớn và địa điểm du lịch trên cả nước. Bộ trưởng Nội vụ của nước Pháp Gérard đã cho biết, nghi phạm thực hiện vụ tấn công là khoảng 20 tuổi và có tên trong danh sách bị theo dõi vì có tư tưởng cực đoan. Ông cho biết thêm, giới hữu trách đã tiến hành nghe lén điện thoại của đối tượng này vài ngày trước khi xảy ra vụ tấn công, song không có dấu hiệu nào cho thấy đối tượng đang mưu toan hành động. Đối tượng từng học tại trường lycée Cambetta. Ngoài giáo viên thiệt mạng thì vụ tấn công còn làm ba người khác bị thương. Trong những năm gần qua đây, thì nước Pháp đã hứng chịu một loạt vụ tấn công do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện. Vụ việc nghiêm trọng nhất là vụ tấn công đồng thời của các tay súng và phần tử đánh bom liều chết nhằm vào các địa điểm giải trí và quán cà phê ở thủ đô Paris vào tháng 11 năm 2015. Tổng thống Putin nhận định về kế hoạch hòa bình Ukraine của Trung Quốc tổng thống nga vladimir Putin mới đây phát biểu rằng những đề nghị của trung quốc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở ukraine là thực tế và có thể tạo cơ sở cho thỏa thuận hòa bình trong tương lai trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình trung ương trung quốc cctv tổng thống putin nói rằng chúng tôi đánh giá cao những đề nghị này của trung quốc tôi tin rằng chúng khá thực tế trong mọi trường hợp chúng có thể là cơ sở cho các thỏa thuận hòa bình Trung Quốc từ lâu khẳng định quan điểm trung lập về cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề này. Vào tháng 2 năm nay, Trung Quốc công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm với tựa đề Lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó nêu hàng loạt giải pháp từ ngừng bắn, hòa đàm cho đến bỏ tư duy chiến tranh lạnh, lệnh trừng phạt, bảo đảm chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong tháng 8 vừa qua, đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu, ông Lý Huy đã đại diện nước này dự hội nghị hòa bình cho Ukraine do Saudi Arabia tổ chức. Khoảng 40 nước đã cử đại diện tham dự sự kiện, trong đó có cả các cường quốc mới nổi như Ấn Độ, Brazil. Con trai tỷ phú giàu nhất Ecuador đắc cử tổng thống Daniel Noboa, con trai tỷ phú giàu nhất Ecuador, đắc cử tổng thống ở tuổi 35 và sẽ trở thành lãnh đạo trẻ nhất của nước này. Với khoảng 96% phiếu bầu được kiểm, các giới chức bầu cử Ecuador đã cho biết là ông Daniel Noboa nhận được 52.2% ủng hộ trong khi đối thủ là Lucia Gonzalez nhận được 47.8%. Bà Gonzalez vào tối ngày cùng ngày đã thừa nhận thất bại và gửi lời chúc mừng ông Noboa đắc cử. Noboa 35 tuổi khi tranh cử đã cam kết cải thiện kinh tế và tạo thêm việc làm cho thanh niên của Ecuador, giam tội phạm nguy hiểm trong các nhà giữa biển cách xa đất liền. Từ một ứng viên không mấy nổi bật, Noboa đã về nhì trong vòng bầu cử đầu tiên vào hồi tháng 8, chỉ sau bà Gonzalez, 45 tuổi. Với chiến thắng này, thì Noboa sẽ trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất lịch sử của Ecuador. Chúng ta sẽ hành động vì Ecuador, tái thiết quốc gia đã bị bạo lực, tham nhũng và thù hận tàn phá nặng nề. Ông Noboa đã phát biểu như trên trước người ủng hộ ở thị trấn ven biển Olong. Kể từ khi, kể từ ngày mai, thì Daniel Noboa sẽ là tân tổng thống của các bạn. Cuộc bầu cử diễn ra sau khi tổng thống đương nhiệm Guillermo Lasso vào hồi tháng 5 đã giải tán quốc hội tránh nguy cơ bị luận tội với cáo buộc tham ô. Cuộc bầu cử bị phủ bóng bởi lo ngại an ninh khi ứng viên Fernando Villa Vicencio bị sát hại vào ngày 9 tháng 8 trong lúc ông đang rời một sự kiện vận động. Bulgaria đánh thuế khí đốt của Nga Bulgaria tuyên bố đánh thuế đối với khí đốt vận chuyển trong đường ống của Nga đi qua lãnh thổ nước này vào Liên Âu. Quyết định đánh thuế trên dựa theo một đạo luật được công bố trên trang web chính thức của Quốc hội Bulgaria theo RT, quy định mới có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng mức thuế 10,76 Mỹ Kim cho mỗi megawatt giờ, tương đương khoảng 100 mét khối khí đốt tự nhiên của Nga được vận chuyển qua đất nước này. Mặc dù Bulgaria không nhập cản để sử dụng, nhưng lại là một trong các cửa ngõ để khí đốt Nga đi vào Liên minh châu Âu. Khoản phí này chiếm khoảng 20% chi phí hiện tại của hợp đồng khí đốt tương lai tại Trung tâm Cơ sở Chuyển nhượng quyền sở hữu ở Hà Lan, tiêu chuẩn của châu Âu đối với mặt hàng này. Cho đến năm 2022, cả khổng lồ năng lượng Gazprom của Nga là một trong những nhà cung cấp khí đốt chính cho Bulgaria. Tuy nhiên, sau khi Bulgaria từ chối thanh toán nhiên liệu bằng đồng rút, việc xuất cảng trực tiếp sang quốc gia Balkan này đã bị dừng lại. Mặc dù Bulgaria không còn nhập cảng khí đốt từ Nga để sử dụng trong nước, nhưng nước này vẫn là một trong số ít những tuyến đường vận chuyển khí đốt sang Liên minh châu Âu sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, cộng với vụ phá hoại đường ống Nord Stream 1 and 2. Tiếp theo là bản tin liên quan đến thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre. Thông báo tiến hành cải tổ nội các. Thủ tướng của Na Uy Jonas Gahr Støre mới đây thông báo đã tiến hành cải tổ nội các trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đối với liên minh trung tả cầm quyền đã sụt giảm so với lực lượng đối lập trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây. Thông báo trên được đưa ra 5 tuần sau khi cuộc nước này đã tiến hành các cuộc bầu cử khu vực và thành phố. Trong đó, kết quả cho thấy là đảng lao động thuộc Liên minh cầm quyền ở Na Uy đã đứng thứ hai sau các đảng bảo thủ. Văn phòng Thủ tướng Na Uy cho biết là ông Epsom Barth Eddy sẽ giữ cương vị Ngoại trưởng Na Uy thay thế bà Anniken Hufeld. Trước cuộc cải tổ này, thì ông Epsom Barth Eddy đóng vai trò là Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2013, ông cũng đã từng nắm cương vị ngoại trưởng. Ngoài ra thì trong cuộc cải tổ này thì có bốn bộ trưởng rời khỏi nội các và hai giới chức được đưa lên nắm giữ những vị trí mới. Có thêm năm vị trí bộ trưởng mới được thiết lập bao gồm bộ trưởng phụ trách vấn đề chuyển đổi số và hành chính công, nâng tổng số thành viên nội các lên 20 người. Chính phủ của Na Uy do Liên minh Đảng lao động và Đảng trung tâm phối hợp điều hành kể từ năm 2021 sau khi thay thế Liên minh trùng hữu. Tuy nhiên thì các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy là tỷ lệ ủng hộ đối với Liên minh cầm quyền vốn chiếm thiểu, thiểu số đã ở mức thấp hơn so với tỷ lệ ủng hộ đối với Liên minh của các đảng đối lập. Vâng, kết thúc quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến thế giới. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp điều tra vụ sát hại bé trai Palestine 6 tuổi vì thù hận hồi giáo. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mở cuộc điều tra tội danh thù ghét cấp liên bang sau khi một người chủ nhà tại Illinois bị cáo buộc đâm chết cậu bé 6 tuổi người Mỹ gốc Palestine và làm mẹ cậu bé bị thương nặng vì gia đình này theo hồi giáo. Joseph Kazuba, 71 tuổi, bị buộc tội giết người cấp độ 1, cố gắng giết người cấp độ 2, hai tội danh căm thù và hành hung nghiêm trọng bằng hung khí gây chết người. Văn phòng Cảnh sát quận Hạt Will cho biết trong một thông cáo báo chí, Văn phòng cảnh sát cho biết bà không khai một lời nào với các thám tử, nhưng các nhà điều tra xác định các nạn nhân bị nghi can nhắm tới vì họ là người Hồi giáo và cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông liên quan tới Hamas và người Israel. Cảnh sát được gọi tới ngôi nhà ở Plainfield Township, cách Chicago khoảng 40 dặm về phía Tây Nam. Ngày trước buổi trưa thứ Bảy, sau khi một phụ nữ gọi 911 nói rằng người chủ nhà đang tấn công bà, khi cảnh sát có mặt, họ thấy Kizuba đang ngồi dưới đất, gần đường lái xe vào nhà, thông báo cho biết hai nạn nhân được tìm thấy trong phòng ngủ, mỗi người lãnh nhiều vết đâm và được đưa đi cấp cứu. Cậu bé nạn nhân danh tánh là Wadia Alfazum bị đâm 26 nhát và chết do trọng thương. Người mẹ 32 tuổi của cậu bé Hanan Shahin bị đâm hơn chục nhát đang hồi phục tại bệnh viện và có khả năng sẽ sống sót. Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Joe Biden bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ sát hại trong một tuyên bố từ Tòa Bạch Ốc, cho biết gia đình Hồi giáo Palestine của đứa trẻ đã tới Hoa Kỳ để tìm kiếm điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn, một chốn ẩn nấu để sống, học tập và cầu nguyện trong hòa bình. Quay sang bản tin tiếp theo cho hay, lần thứ nhì ông Trump bị tòa ban lệnh hạn chế phát ngôn. Một chánh án liên bang vào hôm thứ Hai ngày 16 tháng 10 đã ban hành lệnh ngậm miệng lên cựu tổng thống Donald Trump giới hạn những gì mà ông có thể nói công khai trong vụ xét xử hình sự cấp liên bang về các cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống của năm 2020. Chánh án Tanya Chakar nói, vấn đề máu chốt ở đây không phải là cá nhân tôi có thích ngôn ngữ mà ông Trump sử dụng hay không, mà đây là về vấn đề những loại ngôn ngữ gây nguy hiểm cho công vụ của ngành tư pháp. Việc ra ứng cử tổng thống của cựu tổng thống không cho phép ông ta được toàn quyền phỉ bán những công chức, những người chỉ đơn giản là làm trách nhiệm của họ. Lệnh của chánh án Chukon giới hạn ông Trump trong việc lên tiếng công khai nhắm mục tiêu đả kích nhân viên tòa án, nhân chứng hoặc là công tố viên đặc biệt và nhân viên của tòa. Lệnh không áp đặt hạn chế đối với những bình luận chê bai về Washington DC, thủ đô chính trị của nước Mỹ, hoặc là một số phê phán nhất định về Bộ Tư pháp nói chung. Hai điều này được chính Bộ Tư pháp yêu cầu. Chánh án Chokhan lưu ý rằng bất kỳ hành vi nào vi phạm mệnh lệnh đều có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc. Trước hai cáo trạng truy tố hình sự cấp liên bang, cựu Tổng thống Trump trên diễn đàn mạng xã hội hay là các cuộc vận động tranh cử đã lên tiếng chỉ trích, mạc sát các công tố viên, nhân chứng và chánh án thụ lý các vụ án nếu cộng hòa không thể bầu chủ tịch thì phải thỏa thuận với phía dân chủ Dân biểu Mike Turner, đảng Cộng hòa Ohio cho biết rằng nếu đảng Cộng hòa tại Hạ viện không thể sớm bầu chủ tịch, thì sẽ phải thực hiện một thỏa thuận với đảng Dân chủ để viện có thể hoạt động trở lại, vì đã gần hai tuần kể từ khi dân biểu Kevin McCarthy bị lật đổ. Khi được hỏi trên chương trình Face the Nation của CBS News liệu có một kịch bản thay thế khả thi, trong đó đảng Cộng hòa sẽ cần làm việc với đảng Dân chủ để tìm ra một nhân vật được cả hai bên chấp nhận hay không. Ông Turner trả lời rằng mặc dù ông thích giải pháp của đảng Cộng Cộng Hòa là bầu ra một chủ tịch và ủng hộ dân biểu. Jim Jordan Cộng Hòa ở Ohio, một số thành viên đảng Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn có thể buộc phải đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng. Vào ngày thứ hai, sau nhiều cuộc họp nội bộ trong đảng, dân biểu Jim Jordan có vẻ đạt thêm nhiều sự đồng thuận của các dân biểu Cộng Hòa chủ chốt tại các ủy ban. Nhưng xét ra để đạt được 217 số phiếu cần thiết thì là một chặng đường còn xa. Hiện có khoảng 40 dân biểu Cộng Hòa tuyên bố Never Jordan không bao giờ bầu cho Jordan. Dân biểu Turner cho biết Jordan phải làm việc ngay bây giờ để thành lập một liên minh nhằm đạt được 217 phiếu bầu cần thiết. Tổng thống Joe Biden vào Chủ nhật tuyên bố nước Mỹ rơi vào tình trạng nguy hiểm khi không có Chủ tịch Hạ viện với việc cần thông qua các ngân sách chính phủ, các viện trợ khẩn cấp cho Israel và Ukraine. Lái xe vượt gần 2 lần tốc độ quy định, tài xế Mỹ nhận vé phạt 1.4 triệu Mỹ Kim. Một tài xế ở tiểu bang Georgia đã choáng váng sau khi nhận được thông báo nộp phạt 1.4 triệu Mỹ Kim vì lái xe vượt gần 2 lần với tốc độ quy định. Connor Kettle chia sẻ trên đài truyền hình WSAV-TV ở Sanava, tiểu bang Georgia rằng anh đã nhận được giấy phạt vi phạm tốc độ sau khi bị bắt quả tang lái xe với tốc độ là 145 km h giờ. Trên đường có quy định với tốc độ tối đa là 89 km h giờ vào hồi tháng 9. Kato đã gọi điện đến tòa vì nghĩ con số 1.4 triệu Mỹ Kim là do lỗi đánh máy. Tuy nhiên, thì anh được thông báo phải trả số tiền đó hoặc phải ra khẩu tòa vào tháng 12. Theo các giới chức của Sanava, thì bất kỳ tài xế nào bị phạt hiện lái xe quá tốc độ cho phép khoảng 56 km một giờ trở lên đều phải ra hầu tòa. Tại đây thì thẩm phán sẽ xác định mức phạt thực sự. Nhà chức trách giải thích là con số Cato nhận được phản ánh quy ước tạm thời được tạo tự động. Khoản tiền phạt thực tế không được vượt quá 1.000 Mỹ Kim ngoài các chi phí do tiểu bang quy định. Thiếu niên 13 tuổi ở Florida đâm chết mẹ ruột khi đang ngủ. Theo cảnh sát địa phương, một cậu bé 13 tuổi đã đâm chết mẹ ruột vào tuần trước khi bà đang ngủ trong phòng với em bé gái mới được 2 tuần tuổi. Nghi can tuổi teen này đã gọi cảnh sát và thú nhận mình vừa giết mẹ tại căn nhà thuộc khu chung cư Amelia Oaks ở thành phố Hayalia, Florida. Cảnh sát tới nơi phát hiện thi thể người mẹ với nhiều vết đâm trước nôi của bé gái sơ sinh. Cảnh sát cho biết nghi phạm tuổi teen chưa công bố danh tính do tuổi vị thành niên đã bị bắt giữ tại hiện trường trong khi thẩm vấn thiếu niên nói với cảnh sát rằng cậu ta đã đâm mẹ mình khi bà đang ngủ trong phòng với em gái mới sinh cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định động cơ giết người của thiếu niên Rodriguez nói thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy tại sao cậu bé lại giết mẹ mình. Nhưng tôi không thể nói tại sao điều này lại xảy ra. Chúng tôi có thể nói rằng nghi can đã gọi đến số khẩn cấp 911 và nhân viên tổng đài phải khuyên cậu ta nên làm gì. Rodriguez cho biết cậu thiếu niên này được biết đến như một đứa trẻ ngoan và đang học lớp 8 tại trường Imeter Academy ở Hialeah. Rodriguez nói theo những gì tôi hiểu thì không có cuộc gọi nào khác đến gia đình này và mọi cư dân ở đây nói rằng cậu bé là một đứa trẻ ngoan và theo như chúng tôi biết thì cậu bé cũng không có vấn đề gì về sức khỏe tâm thần. Nhiều người thuộc thế hệ trẻ ở California đang dọn đến Nevada. Một nghiên cứu mới cho thấy nhiều người thuộc thế hệ millennial, tức là từ 25 cho đến 40 tuổi ở California đang dọn đến Nevada. Đó là nghiên cứu mới của Storage Cafe kết hợp thông số từ cơ quan thống kê dân số và cơ quan thông số lao động, cho thấy thế hệ Millennial chuyển đến Nevada đông nhất từ các tiểu bang như California, Arizona, Colorado và Utah. Nevada có tỷ lệ cư dân dọn đi và người ở nơi khác dọn đến cao thứ 6 của Hoa Kỳ. Cứ 1.000 cư dân thì có khoảng 14 người ở nơi khác đến. Storage Cafe cho biết số cư dân mới của Nevada nhiều nhất là người đến từ California. Nghiên cứu còn cho thấy là bốn tiểu bang đó là California, Alaska, New York và Illinois có số người dọn ra rất cao. Bà Emily Scott, giáo sư địa lý và môi trường của Đại học University of Colorado, đã cho biết là chưa ai biết rõ lý do khiến cho nhiều người dọn ra khỏi tiểu bang mình đang sống, nhưng một lý do đáng chú ý là đại dịch COVID-19. Bà còn nói nhiều người đang dọn đến các quận hạt vắng người hơn, nhưng chưa biết trong vài năm tới xu hướng đó có thay đổi hay không. Ung thư phổi tăng vọt ở phụ nữ trẻ so với đàn ông tại Hoa Kỳ, tỷ lệ phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi cao hơn nhiều so với nam giới ở mọi lứa tuổi. Theo nghiên cứu mới nhất của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, những khám phá này rất đáng lo ngại. Chúng tôi không biết vì sao tỷ lệ ung thư phổi ở phụ nữ trẻ và trung niên hiện nay lại cao hơn nam giới, đảo ngược mô hình lịch sử. Bác sĩ Amedin Jemo, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, Jemo cho biết hút thuốc lá, yếu tố chính gây nguy cơ ung thư phổi ở Hoa Kỳ, cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ giữa hai giới tính. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ ung thư phổi giảm trong giai đoạn 2000 đến 2004 và 2015 đến 2019 ở nam giới nhiều hơn nữ giới, dẫn tới tỷ lệ mắc bệnh cao hơn ở phụ nữ trong độ tuổi 35 đến 54. Ung thư phổi vẫn là nguyên nhân gây tử vong vì ung thư hàng đầu tại Hoa Kỳ với 80% trường hợp và tử vong do hút thuốc lá. Cần nghiên cứu sâu hơn để hiểu nguyên nhân đằng sau tỷ lệ mắc ung thư phổi cao hơn ở phụ nữ trẻ và trung niên. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC ước tính có khoảng 197.000 người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi hàng năm trên toàn Hoa Kỳ. Và đó là những bản tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phân tin Á Châu trong giây lát. Xin mời quý vị vẫn giữ màn hình. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Á Châu. Hoa Kỳ khẳng định Bắc Hàn gửi thiết bị quân sự cho Nga. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã cho biết, Bình Nhưỡng đã cung cấp tới 1.000 container thiết bị và đạn dược cho Nga trong những tuần gần đây. Các giới chức cũng đã công bố những bức ảnh cho thấy 300 container được lắp ráp để vận chuyển ở Najin ở Bắc Hàn. Vào tháng trước, thì nhà lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un đã đến thăm Nga để thảo luận về khả năng hợp tác quân sự. Quân đội của Moscow được cho là đang tiêu tốn một lượng lớn đạn pháo và phi đạn trong cuộc xâm lược Ukraine và đang tìm cách bổ sung nguồn cung từ một số đồng minh bị cô lập. Một số nhà phân tích tin rằng là chế độ của ông Kim có thể đang sở hữu kho vũ khí khổng lồ nhưng có thể không sẵn sàng chuyển giao quá nhiều do tương đối thiếu nguồn lực. Các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã theo dõi việc giao hàng mà các giới chức đã cho biết diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 9 cho đến ngày 1 tháng 10. Ông Kirby cho biết là thiết bị này đã được xuất cản qua đường biển và đường sắt tới một kho cung ứng ở phía tây nam của nước Nga gần Tikhorsk, cách biên giới của Ukraine khoảng 290 cây số. Ông Kirby không nêu rõ bản chất của loại đạn dược mà ông cho là do nhà nước của ông Kim cung cấp. Nhưng Hoa Kỳ trước đây đã cáo buộc là Moscow mua phi đạn và đạn pháo từ Bình Nhưỡng. Vào tháng 7, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nga là Sergei Shoigu đã đến thăm Bắc Hàn cùng với một phái đoàn quân sự và gặp ông Kim, người đã phô diễn một số hệ thống vũ khí bao gồm cả phi đạn đạn đạo xuyên lục địa Hoa Son, hay còn gọi là ICBM. Trung Quốc nói Israel đã vượt quá giới hạn tự vệ. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng hành động của Israel ở Gaza đã vượt quá giới hạn tự vệ và chính phủ Israel phải chấm dứt trừng phạt tập thể đối với người dân Gaza. Ông Vương Nghị đưa ra nhận định trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ả Rập Saudi, hoàng tử Faisal bin Fahan, trong bối cảnh Israel dường như sắp mở cuộc tấn công trên bộ chống lại lực lượng Hamas ở giải Gaza. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương nói, các hành động của Israel đã vượt quá giới hạn tự vệ. Israel nên nghiêm túc lắng nghe lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đồng thời chấm dứt trừng phạt tập thể đối với người dân Gaza hơn một triệu người ở phía bắc giải Gaza đã được lệnh di tản trước cuộc tấn công dự kiến. Theo các nhóm viện trợ, cuộc di cư này sẽ gây ra thảm họa nhân đạo. Hầu hết người thiệt mạng ở cả hai bên đều là dân thường. Ông Vương Nghị nói với hoàng tử Faisal rằng, họ mọi bên không nên có bất kỳ hành động nào làm leo thang tình hình và nên quay lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt. Trung Quốc ngày càng thể hiện vai trò là trung gian hòa giải ở Trung Đông và từng là trung gian cho quá trình khôi phục quan hệ vào tháng 3 giữa Ả Rập Saudi và Iran, quốc gia ủng hộ chủ chốt của Hamas. Ngoại trưởng Vương Nghị nói với người đồng cấp Iran rằng Trung Quốc ủng hộ lý tưởng chính nghĩa của người dân Palestine trong việc bảo vệ các quyền quốc gia của họ. Nguyên nhân sâu xa của tình hình Palestine và Israel là quyền thành lập nhà nước của người dân Palestine Palestine đã bị gạt sang một bên trong thời gian dài. Nhật Bản, Úc hoãn hội đàm 2 plus do căng thẳng ở Trung Đông. Chính phủ của Nhật Bản cho biết là nước này và nước Úc đã quyết định hoãn cuộc hội đàm song phương theo thể thức là 2 cộng 2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước dự kiến vào cuối tuần này trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas leo thang. Hãng Kyodo dẫn nguồn tin trên cho biết là chính phủ của hai nước đã dự kiến tiến hành cuộc hội đàm 2 2 tại Tokyo vào ngày 20 tháng 10 nhằm để đẩy mạnh quan hệ an ninh song phương. Tuy nhiên, thì phía của nước Úc đã thông báo với Nhật Bản rằng hiện họ cần ưu tiên bảo vệ công dân và xem xét các biện pháp ứng phó với tình hình ở Trung Đông. Kể từ khi xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel bùng phát vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản và nước Úc, đang tích cực khai triển các nỗ lực nhằm để bảo đảm an toàn cho công dân của mình ở khu vực đó, trong đó có việc di tản công dân. Lần gần đây nhất, Nhật Bản và nước Úc đã tiến hành hội đàm 2 cộng 2 là vào tháng 12 năm ngoái tại Tokyo. Trong tuyên bố chung sau hội đàm, thì hai bên đã cam kết sẽ mở rộng các cuộc tập trận chung với quân đội của Hoa Kỳ nhằm để tăng cường hợp tác quốc phòng ba bên trong chiến lược quốc phòng được chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida sửa đổi và công bố vào hồi tháng 12 năm ngoái. Nhật Bản xác định là nước Úc là đối tác an ninh quan trọng thứ hai của nước này sau Hoa Kỳ. Theo đó thì cam kết xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với Canberra. Bỏ hơn 130 Mỹ Kim thuê khách sạn toàn quan tài và hữu tro cốt tại Trung Quốc. Một khách sạn thiết kế theo chủ đề địa ngục ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, biến phòng ốc không khác gì nhà tang lễ theo nghi thức đưa tang truyền thống của Trung Quốc, hiện gây sốc trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Với giá thuê 137 Mỹ Kim một đêm, du khách được trải nghiệm cảm giác rùng rợn bên trong căn phòng được trang trí theo chủ đề tang lễ, có quan tài và các hữu đựng tro cốt ở Trung Quốc, theo chủ khách sạn, chủ đề này dựa trên ý tưởng muốn cho du khách được trải nghiệm sống động về cái chết, qua đó biết trân trọng cuộc sống hiện tại. Khách sạn có tên Khui cao 6 tầng được thiết kế hàng chục căn phòng mang chủ đề kinh dị. Toàn bộ bối cảnh dựa trên một câu chuyện bí ẩn được cho là từng xảy ra ở Trung Quốc vào những năm 1930 một trong ba căn phòng gây sốc nhất có tên gọi phòng tang lễ tạo cảm giác rợn người khi du khách bước vào trong ngoài ra các cặp đôi mới cưới có thể lựa chọn phòng trăng mật với chủ đề đám cưới ma hoặc một căn phòng khác bài trí hàng chục con búp bê kinh dị hiện khách sạn kinh dị gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận không hiểu họ nghĩ gì lại tạo ra những căn phòng ám ảnh như vậy ai sẽ bỏ tiền ra để thuê một tài khoản trên tiktok đưa ra ý kiến Máy bay C919 của Trung Quốc còn lâu mới có thể trở thành mối đe dọa với Airbus và Boeing. Theo Barron's, Trung Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ về mặt công nghệ, nền kinh tế số 2 thế giới đang thống trị chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời và xe điện. Không dừng ở đó, Bắc Kinh tuyên bố hàng không dân dụng sẽ là lĩnh vực tiếp theo hướng ra thế giới. Chiếc máy bay C919 sản xuất bởi tập đoàn máy bay thương mại COMAC thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, được cho là câu trả lời cho dòng máy bay tầm trung vốn là thị phần của Boeing 737 và Airbus A320. Gần đây, thì China Eastern Airlines đã đặt đơn hàng với 100 máy bay C919, đơn hàng lớn nhất từ trước tới nay cho dòng máy bay này. Tờ China Daily Vip C919 được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế độc quyền trên thị trường của Boeing và Airbus. Tuy nhiên, thì nhiều chuyên gia của tạp, tạp chí công nghệ Barron's đã cho rằng vẫn còn nhiều thách thức đối với máy bay thương mại sản xuất bởi Trung Quốc. C-919 được cho là không thể ngay lập tức sánh được với những chiếc máy bay đã hoạt động từ nhiều năm nay. Scott Kennedy, cố vấn cấp cao về kinh tế Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đã cho biết, từ góc độ thiết kế thì nó không thể sánh ngang với 737 hay là A320. Ngay cả khi điều đó có thể xảy ra thì Comac với tư cách là nhà sản xuất của C919 sẽ cần nhiều năm, thậm chí là nhiều thập niên nữa để bắt đầu sản xuất đủ nhiều. Scott Hamilton, người sáng lập công ty tư vấn hàng không vũ trụ Liham đã cho biết Airbus hoặc là Boeing có thể sản xuất 100 máy bay mỗi tháng. C919 mà sản xuất được hai chiếc một tháng là đã nhanh máy bay mới cũng cần có chứng nhận an toàn bên ngoài Trung Quốc để bay tại thị trường quốc tế. Khoảng cách hợp lý với máy bay này ở cự ly khoảng hơn 5.500 cây số. Sukar Yusof, người sáng lập công ty tư vấn Endow Analytics đã có trụ sở tại Malaysia, cũng đã cho biết điều đó cũng sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều. Úc phạt mạng xã hội X liên quan đến nội dung lạm dụng tình dục, cơ quan giám sát an toàn trực tuyến eSafety của Úc đã phạt mạng xã hội X 385.000 Mỹ Kim do nền tảng này thiếu quyết liệt trong việc ngăn cản các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em. Sau khi tiếp quản Twitter, tỷ phú Elon Musk đã sa thải hơn 80% nhân viên của mạng xã hội này trên toàn cầu, trong đó bao gồm nhiều vị trí nhân sự chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung và ngăn chặn hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Theo bà Inman Grant, một thành viên của E-Safety, điều này đã làm suy yếu khả năng của X trong việc chủ động phát hiện hành vi khai thác nội dung lạm dụng trẻ em trên nền tảng này từ mức 90% xuống còn 75% chỉ trong vòng 3 tháng kể từ khi cuộc thuộc quyền điều hành của ông Musk. Bà Gren nêu rõ, Twitter X đã công khai tuyên bố rằng việc giải quyết tình trạng bóc lột tình dục trẻ em là ưu tiên số một của công ty, nhưng đó không thể chỉ là những lời nói suông. Chúng ta cần thấy lời nói đi đôi với những hành động hữu tình. Hồi tháng 2 vừa qua, bà Inman Grant đã gửi thông báo pháp lý tới một loạt mạng xã hội, trong đó bao gồm cả X yêu cầu các nền tảng này chứng minh cách thức kiểm duyệt và xóa bỏ các nội dung cực đoan. Tuy nhiên, bà Inman Grant cho biết X đã có những phản hồi thiếu tích cực, viện dẫn lý do lo ngại về nhận thức của công chúng hoặc hệ thống chưa hoàn thiện. Điều này cho thấy nền tảng mạng xã hội chưa thực hiện đúng trách nhiệm cũng như chưa đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng Úc Châu. Sinh viên ưu tú Trung Quốc không còn khao khát du học Hoa Kỳ. Chỉ khoảng 10% sinh viên tốt nghiệp từ hai đại học hàng đầu của Trung Quốc là Thanh Hoa và Bắc Kinh du học tại Hoa Kỳ, tỷ lệ giảm mạnh so với khoảng chục năm trước. Năm 1989, khoảng 1.600 trong hơn 2.200 sinh viên, tương đương với 70% sinh viên trường Tinh Hoa, sang Hoa Kỳ và ở lại. Câu chuyện được nhà sinh vật học Xi Yingong kể vào năm 2017, lúc đó đang là phó hiệu trưởng của Đại học Thanh Hoa trên đài CCTV. Lựa chọn phổ biến của đa số du học sinh là các trường hàng đầu tại Hoa Kỳ hoặc Anh Quốc. Tuy nhiên, hiện nay điều này đã thay đổi đáng kể. Một thống kê chỉ ra rằng trong năm 2022, chỉ có 7% số người tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, cả bậc cử nhân và cao học, tiếp tục theo đuổi học vấn ở nước ngoài. Tương tự, Đại học Bắc Kinh ghi nhận 14% trong gần 3.200 sinh viên sang nước ngoài học tiếp. Con số này chỉ bằng một nửa so với năm 2017, theo Zhao Jiping, giáo sư vật lý ở Đại học Georgia, Hoa Kỳ, trước đây, khoa của ông chào đón hơn một nửa sinh viên mới là người Trung Quốc. Nhưng năm nay, con số này đã chỉ đếm trên đầu ngón tay, thay vào đó là sinh viên đến từ các nước đang phát triển như Nepal, Bangladesh. Đại dịch COVID-19 được cho là tác động trực tiếp đến sự chuyển dịch này. Thế nhưng, theo một số chuyên gia, điều quan trọng hơn cả là Trung Quốc đang trở thành một cường quốc khoa học và công nghệ toàn cầu khác xa so với đầu thế kỷ. Vâng, kết thúc quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến Á Châu. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán thính giả với những làn sóng của đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Chính phủ các nước tức giận vì tin tặc Việt Nam lộng hành. Chính phủ các nước không chấp nhận bị tin tặc từ Việt Nam lộng hành mà người ta nghi ngờ dính líu tới nhà nước Việt Nam. Nhật Báo Nikkei ngày thứ hai 16 tháng 10 dẫn các cuộc phỏng vấn viên chức nước ngoài lên tiếng lo ngại về thông tin cáo buộc chính phủ Việt Nam đứng sau việc cài phần mềm gián điệp để lấy thông tin từ điện thoại các giới chức và chuyên gia của Liên minh Châu Âu. Gọi đây là hành động không thể chấp nhận. Báo chí Mỹ bao gồm Washington Post và Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố các thông tin cáo buộc Hà Nội dùng phần mềm Predator mua của một công ty Pháp để hát vào điện thoại di động của các dân biểu. Nhà phân tích chính sách, nhà báo Mỹ cùng các chuyên gia và giới chức Liên minh châu Âu làm trong lĩnh vực biển. Theo điều tra, phía Việt Nam đã sử dụng mạng xã hội X để dụ các nhà chính trị và những người quan tâm vào các trang mạng có phần mềm Predator. Vụ tấn công xảy ra khi Việt Nam đang cố gắng để thuyết phục Liên minh châu Âu rút thẻ vàng cảnh cáo đối với hải sản Việt Nam khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, một đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu đã đến Việt Nam để kiểm tra và làm rõ vấn đề này trong thời gian một tuần. Nikkei Asia Review cho biết Liên minh châu Âu đang đề nghị Hà Nội làm rõ cáo buộc này, trong khi Pháp nói việc sử dụng phần mềm theo dõi là không thể chấp nhận. Phóng ngôn viên của Liên minh châu Âu nói với Nikkei Asia, chúng tôi sẽ nâng mức lo ngại từ thông tin liên quan đến chính phủ Việt Nam. Bất cứ nỗ lực nào nhằm truy cập dữ liệu các công dân một cách bất hợp pháp, bao gồm cả nhà báo hay chính trị gia đối lập, đều không thể chấp nhận được. Hiện Mỹ cũng chưa đưa ra lời bình luận cụ thể về cáo buộc đối với Hà Nội. Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói với Nikkei rằng phía Mỹ coi trọng các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng phần mềm gián điệp thương mại. Chính phủ Việt Nam vẫn chưa đưa ra bình luận gì về những cáo buộc này. Thánh Rắc Hành Bùi Tuấn Lâm vẫn chưa được gặp gia đình 45 ngày sau phúc thẩm. Bùi Tuấn Lâm, nhà hoạt động, được nhiều người biết đến với biệt danh là Thánh Rắc Hành, chưa được gặp gia đình kể từ phiên phúc thẩm cách đây 45 ngày trại tạm giam của công an thành phố Đà Nẵng không giải thích lý do mặc dù gia đình yêu cầu. Ông Lâm, một nhà hoạt động nhân quyền năng nổ và tích cực tham gia phong trào phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, bị bắt vào đầu tháng 9 của năm ngoái với cáo buộc là tuyên truyền chống chính phủ theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Trong phiên tòa sơ thẩm vào cuối tháng 5 vừa qua, thì ông bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế tòa án cấp cao tại Đà Nẵng giữ nguyên bản án trong phiên phúc thẩm ngày 30 tháng 8. Bà Lê Thanh Lâm, vợ của ông Lâm đã cho báo RFA biết là đã hơn một tháng rưỡi kể từ phiên tòa phúc thẩm mà trại tạm giam Hòa Sơn của công an thành phố Đà Nẵng vẫn chưa cho bà và ba cô con gái nhỏ để gặp chồng mình. Ông Lâm, chủ của một quán bún ở Đà Nẵng, đã bị bắt sau khi phát tán lên mạng xã hội một video clip ông rắc hành vào bát bún của khách, nhại lại hành động của thánh rắc muối Sobe. Một đầu bếp nổi tiếng thế giới, người đã đúc miếng thịt bò giác vàng cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong một nhà hàng sang trọng ở London khi ông này đã tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 vào tháng 11 của năm 2021. Trong cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Lâm đã thể hiện thái độ kiên định, kiên quyết không nhận tội và khẳng định chỉ thực hiện ôn hòa quyền tự do ngôn luận. Sau khi phản ánh nước sạch gây khó thở, hàng ngàn người mất nước sinh hoạt, sau phản ánh nước sạch gây khó thở, tức ngực, ảnh hưởng tới sức khỏe, ba tòa chung cư trong khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội bất ngờ bị mất nước sạch liên tục trong vài ngày, khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Tình trạng này xảy ra sau khi người dân tố nước sạch do công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà cung cấp không bảo đảm chất lượng, gây mẫn ngứa, khó thở, tức ngực khi sử dụng. Theo cư dân tại đây, việc mất nước sạch xảy ra đã nhiều ngày nhưng công ty Thanh Hà không có thông báo nào tới cư dân ngoài một thông báo ngắn gọn về việc ngừng cấp nước khai thác từ trạm cấp nước của công ty để nâng cấp, điều chỉnh công nghệ. Một người dân cho biết cuộc sống của hàng ngàn người dân đảo lộn, khốn đốn vì nước sạch bị cắt, mọi hoạt động đều dừng lại hết. Bà con phải mua xô chậu rồi đi xin nước khắp nơi để phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt vệ sinh hàng ngày. Một cư dân ở khu đô thị Thanh Hà bất bình cho hay, do không có nước sạch nên bát đũa, vật dụng nấu ăn chất đống từ tối 16, 14 tháng 10 chưa được rửa. Thậm chí đi vệ sinh cũng không có nước để dội. Gia đình tôi có con nhỏ nên nhu cầu sử dụng nước cũng lớn. Không chịu đựng nổi nên ngày hôm qua cả nhà tôi đã phải di tản sang nhà người thân để tắm rửa, giặt quần áo. Nhà tôi cũng sắm hai chiếc xô lớn rồi, mở sẵn vòi để khi có nước sẽ tích trữ ngay, nhưng nhiều ngày vẫn chưa thấy nước về. Sáng 17 tháng 10, báo giới trong nước đã nhiều lần liên lạc với ông Dương Đình Trình, phó giám đốc công ty Thanh Hà để tìm hiểu nguyên nhân vì sao nhiều tòa chung cư ở khu đô thị Thanh Hà bị cắt nước sạch, nhưng ông Trình không bắt máy. Trước đó sáng ngày 9 tháng 10, hàng trăm người dân đại diện cho hàng ngàn cư dân sinh sống tại khu đô thị Thanh Hà cùng nhau tố nguồn nước sạch do công ty Thanh Hà cung cấp không bảo đảm chất lượng, gây cay mắt, khó thở, mẫn ngứa khi sử dụng. Á à khôi áo dài bị giết chặt xác bỏ trên sông Hồng vì món nợ hơn 2.000 Mỹ Kim. Chiều ngày 16 tháng 10, trong buổi họp báo, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can tại Duy Khanh, 38 tuổi, quê ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình về tội giết người. Bị can Khanh là hung thủ sát hại cô Hồ Yến Nhi, 17 tuổi, á khôi cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam năm 2022, tại căn chung cư chặt thi thể thành nhiều mảnh rồi ném xuống sông Hồng, thuộc khu vực huyện Gia Lâm, Phi tang vào ngày 10 tháng 10 vừa qua. Báo Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết sức khỏe của bị can Khanh chưa hồi phục sau khi đã tự tử bất thành. Khai với công an thì ông Khanh cho biết vào ngày 10 tháng 10, ông ta đã hẹn cô Yến Nhi đến một căn chung cư ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Sau khi đã đưa nhau đi ăn về thì hai người đã to tiếng tại phòng khách do ông Khanh đòi món nợ 50 triệu đồng, tức là khoảng 2.042 Mỹ Kim. Xong, cô Nhi không trả. Trong lúc cự cãi thì ông Khanh tức giận cầm dao đâm nhiều nhát khiến cho cô Nhi thiệt mạng. Nghi can đã chặt thi thể của cô Nhi trong nhà vệ sinh, cho vào thùng xốp, bọc kính, thuê taxi chở đi lòng vòng tìm chỗ phi tang rồi chọn khu vực bờ sông Hồng và ở xã Bát Tràng của huyện Gia Lâm. Một đoạn video lan truyền trên mạng được cho là cắt từ camera an ninh cho thấy là bị can Khanh có đồng phạm trong việc chuyển thi thể của cô nhi ra khỏi một căn chung cư trong không rõ địa điểm. Thế nhưng thì theo ông Tùng, để đến thời điểm hiện tại thì qua điều tra, công an đã xác định vụ án này chưa có dấu hiệu đồng phạm. Kiểm tra cặp học sinh, một hiệu phó ở Bình Thuận bị đánh hôn mê. Trước khi bất ngờ bị đánh gãy sống mũi hôn mê tại trường học, một hiệu phó của trường Trung học phổ thông Hàm Tân tỉnh Bình Thuận đã làm việc với một nam sinh con của nghi can về việc đưa thông tin lên mạng xã hội. Báo VN Express hôm 16 tháng 10 cho biết nạn nhân là ông Nguyễn Đình Thiều, 42 tuổi, hiệu phó trường Hàm Tân, đang điều trị tại Bệnh viện 115 ở Sài Gòn do gãy sống mũi, vỡ răng hàm, tổn thương giác mạc và bị thương ở lưng. Theo ông Thiều, trưa ngày 14 tháng 10, ông đang ở nhà thì bảo vệ nhà trường gọi điện báo tin có một nhóm giang hồ đang tìm thầy. Một lúc sau, bốn người đi xa hơi đến trước cổng nhà ông Thiều lớn tiếng chửi bới. Trong đó có ông NNA, 39 tuổi, ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, phụ huynh của nam sinh lớp 11. Thấy nhóm người hung hãn ông Thiều đóng chặt cửa, họ bỏ đi nhưng sau đó quay lại đập phá la lối và tấn công ông Thiều đến bất tỉnh. Ông Nguyễn Văn Trị, hiệu trưởng trường Hàm Tân cho biết, ngoài ông Thiều thì giáo viên Quảng sinh của trường cũng bị nhóm người này tìm đến nhà chửi bới. Theo ông Trị, sự việc có thể bắt nguồn từ việc trước đó vào hôm 13 tháng 10, ông Thiều có yêu cầu em nam sinh con ông NNA lên phòng của ban giám hiệu tường trình về việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội từ một trang Facebook chưa rõ ai lập thường xuyên sử dụng hình ảnh của giáo viên, học sinh trường Hàm Tân kèm theo những lời lẽ không phù hợp, ảnh hưởng đến người khác. Và đó là những bản tin Việt Nam. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một số cơ sở thương mại trước khi quay trở lại cùng những bản tin cuối. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là những bản tin cuối luật mỹ phẩm mới của California sẽ ảnh hưởng ngành neo và thẩm mỹ. Thống đốc Gavin Newsom vừa ký ban hành một đạo luật mới tuyên bố California sẽ cấm 26 loại hóa chất dùng trong nước hoa và mỹ phẩm, theo báo mạng Cow Matters loan Tình. Đạo luật này do dân biểu Laura Friedman của đảng Dân Chủ ở Burbank soạn thảo và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng của năm 2027 để giúp cho các công ty có thời gian loại bỏ những thành phần có hại khỏi sản phẩm của họ. Các thành phần này có thể làm tăng nguy cơ cháy da, ung thư, dị tật bẩm sinh, các vấn đề về sinh sản và các thiệt hại khác những hóa chất này nằm trong số 1.600 thành phần đã bị cấm ở châu Âu, nhưng chưa bị cấm tại Hoa Kỳ. Vì vậy, California đang dẫn đầu Hoa Kỳ trong việc cố gắng làm cho mỹ phẩm trở nên an toàn hơn. Năm trong số 26 thành phần bị cấm trong luật mới cũng nằm trong danh sách các hóa chất của California đã được chứng minh là gây ung thư, dị tật bẩm sinh hoặc là các tác hại khác đến sinh sản. Những thay đổi mà các công ty phải thực hiện chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm của họ bán ra ở những nơi khác. California thường đi đầu toàn quốc quản lý hoạt động kinh doanh và công nghiệp, như khi cấm các cửa hàng tạp hóa và siêu thị, không cho túi nhựa cách đây vài năm, và đặt ra thời hạn đến năm 2035 phải ngưng bán các loại xe mới chạy bằng xăng hay là khí đốt, một đề xuất mà một số tiểu bang khác cũng đã áp dụng. Los Angeles International Airport rớt khỏi danh sách 10 phi trường lớn tốt nhất nước Mỹ. Theo CNBC, tường trình nghiên cứu về mức độ hài lòng của phi trường ở khu vực Bắc Mỹ năm 2023 của công ty cố vấn thị trường JD Power phát hành gần đây sau khi kiểm tra các phi trường lớn bằng cách xem xét 6 yếu tố quan trọng theo thứ tự. Số 1 là cơ sở vật chất nhà ga, số 2 là lối vào phi trường, số 3 là khâu nhận hành lý, số 4 là kiểm tra an ninh, số 5 là soát vé và kiểm tra hành lý, và số 6 là phục vụ thực phẩm, đồ uống và bán lẻ. Các phi trường lớn được định nghĩa là những phi trường có 33 triệu hành khách trở lên mỗi năm. Các phi trường này có 10 đến 32,9 triệu hành khách mỗi năm, còn các phi trường tầm trung có 4,5 đến 9,9 triệu hành khách mỗi năm. Nghiên cứu này dựa trên 27.147 cuộc khảo sát trên cư dân Mỹ và Canada đã đi qua ít nhất một phi trường ở Mỹ hoặc Canada, bao gồm cả các phi trường quá cảnh trong 30 ngày qua. Dù là một trong những phi trường bận rộn nhất nước Mỹ, nhưng phi trường International Los Angeles LAX không lọt vào top 10 mà đứng ở vị trí thứ 11 với số điểm 765. Phi trường lớn đứng hạng nhất là Detroit Metropolitan Wayne County Airport. Sau khi đứng thứ ba vào năm 2022, phi trường Detroit Metropolitan Wayne County Airport đã chiếm vị trí số 1 trong năm nay. Phi trường ở tiểu bang Michigan này được xếp hạng cao nhất về mức độ hài lòng của hành khách trong số các đại phi trường đạt 800 điểm. Phi trường Detroit là phi trường bận rộn nhất nước. Đây cũng là trung tâm chính của Delta Airlines, hãng hàng không nội địa được đánh giá cao nhất ở Mỹ theo chỉ số hàng không của Baus năm 2023. Đây cũng là trung tâm của Spirit Airlines, hãng hàng không được xếp ở vị trí thứ 8 trên chỉ số Baus. Vâng kính thưa quý vị và sau đây là bản tin cuối. Ở vai trong danh sách 25 thành phố xin kẹo Halloween an toàn nhất Năm thành phố ở California nằm trong danh sách 25 thành phố đi xin kẹo Halloween an toàn nhất Hoa Kỳ, trong đó có một thành phố ở Orange County. Theo báo mạng Patch, đây là bản xếp hạng hàng năm của Phòng Thương mại Hoa Kỳ về những thành phố an toàn nhất để đi xin kẹo Halloween. Trong bảng xếp hạng này thì thành phố an toàn nhất để đi xin kẹo nhất ở California là Irvine thuộc Orange County, đứng hạng thứ 10 trong báo cáo. Các thành phố khác ở California nằm trong bảng xếp hạng gồm có Glendale thuộc Los Angeles County, xếp hạng thứ 12, Carlsbad thuộc San Diego County, xếp hạng thứ 18, Murrieta thuộc Riverside County, xếp hạng thứ 21, và Sunnyvale thuộc Santa Clara County, xếp hạng thứ 22. Các thành phố này được nằm trong bảng xếp hạng những thành phố an toàn để đi xin kẹo vì tỷ lệ tội phạm thấp có nhiều nhân viên công lực và đường xá an toàn cho người đi bộ. Báo cáo này nghiên cứu nhiều yếu tố quan trọng của 300 thành phố ở Hoa Kỳ như là tỷ lệ tử vong của những người đi bộ, tỷ lệ tội phạm về tài sản và bạo lực, số nhân viên công lực và số tội phạm tình dục có tên trong danh sách của cảnh sát. Thành phố Naperville ở ngoại ô Chicago, Illinois là nơi an toàn nhất để đi xin kẹo Halloween tại Hoa Kỳ. Xếp hạng nhì là Gilbert của Arizona và hạng 3 là Frisco của Texas. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an. Xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Dạ.